Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ Tết âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, đến hết thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 điều 111 Bộ luật Lao động. Người lao động không thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.